vị đã giữ màn hình và tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi phần tin giải trí ngày 17 tháng 12 có những tin nổi bật như sau. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc viết tắt UNICEF vừa đánh dấu 70 năm ngày thành lập bằng một buổi lễ trang trọng tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Hai 12 tháng 12 với sự tham dự của các tên tuổi nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới như tài tử Orlando Bloom, nữ diễn viên Priyanka Chopra và ngôi sao túc cầu David Beckham. Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng UNICEF Orlando Bloom tuyên bố anh đang có ý định làm một bộ phim tài liệu để giúp đưa người xem tới gần hơn với những công việc của tổ chức này. Về phần cầu thủ David Beckham, anh cho biết chính sự nghiệp túc cầu đã giúp anh có được tiếng nói và cũng như cơ hội làm việc với UNICEF. Tại buổi lễ lần này, nữ diễn viên Priyanka Chopra đã được bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc sau gần 10 năm tham gia vào các hoạt động nhân đạo ở Ấn Độ. Cùng tham gia vào buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quỹ Nhi đồng UNICEF, còn có tài tử Jackie Chan và hai ca sĩ Femi Kuti và Angelique Lijo. Nữ diễn viên Meryl Streep sẽ được trao tặng giải thưởng thành tựu trọn đời CB DeMille Award. Nữ diễn viên gạo cội của làng giải trí Hollywood Meryl Streep theo dự trù sẽ được trao tặng giải thưởng Cecil B. DeMille Award vào khuôn khổ của buổi lễ trao giải Golden Globe thường niên lần thứ 74. Sự kiện này hiện đang được ấn định diễn ra vào ngày 8 tháng Giêng năm 2017 tại thành phố Beverly Hills của tiểu bang California. Ngoài ra, bà còn được ban tổ chức đề cử hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong buổi lễ trao giải quả cầu vàng nhờ vào vai chính trong bộ phim Florence Foster Jenkins. Được biết, trong suốt sự nghiệp diễn xuất kéo dài trong 4 thập niên, nữ diễn viên Meryl Streep đã hân hạnh mang về nhiều giải thưởng Oscar lẫn Golden Globes. Tất cả đều nhờ vào những thành công các bộ phim như The Iron Lady, Sophie's Choice và Kramer vs. Kramer. Được biết, Cecil B. DeMille Award là một giải thưởng cao quý nhằm để vinh danh các minh tinh tài tử nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn lao trong làng điện ảnh Hoa Kỳ. Những nhân vật từng đoạt được giải trước đây bao gồm Denzel Washington, George Clooney, Woody Allen và Jodie Foster. Ca sĩ Kanye West tới thăm tòa nhà Trump Tower. Nam ca sĩ nhạc rap Kanye West đã vừa gặp gỡ và trò chuyện với Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, tỷ phú Donald Trump khi tới thăm tòa nhà cao ốc Trump Tower tại thành phố New York vào hôm thứ Ba ngày 13 tháng 12. Ông Donald Trump cho biết rapper Kanye West là một người bạn lâu năm của gia đình ông. Khi được giới phóng viên hỏi chuyện, ca sĩ Kanye West đã từ chối trả lời, đồng thời cho biết anh chỉ muốn chụp hình với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Vợ của Kanye West là nữ diễn viên truyền hình thực tế Kim Kardashian đã không tháp tùng với chồng trong chuyến đi lần này. Nam ca sĩ rap Kanye West đã vừa được các bác sĩ cho phép xuất diện sau gần một tuần nhập viện điều trị vì kiệt sức và khủng hoảng tâm lý. Kanye West đã trở thành tâm điểm của dư luận sau khi tuyên bố ủng hộ Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ là Donald Trump. Nữ danh ca Esma Rezibova qua đời hưởng thọ 73 tuổi. Nữ ca sĩ kim nhà hoạt động cứu trợ nhân đạo Esma Rezibova, người từng được mệnh danh là nữ hoàng của dòng nhạc Gypsy, đã vừa được về nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày thứ Hai 12 tháng 12 tại nghĩa trang Butal, thành phố Josipi của Macedonia. Tang lễ của bà Esma Rezibova đã được cử hành theo phong cách Hồi giáo đúng một ngày sau khi bà nhắm mắt từ giả thế gian hưởng thọ 73 tuổi. Đài phát thanh quốc gia National Public Radio đặt trụ sở tại Hoa Kỳ vào năm 2011 đã liệt bà Esma Rezibova vào danh sách 50 giọng ca hay nhất của mọi thời đại, bên cạnh các nghệ sĩ Ella Fitzgerald, Placido Domingo, Janis Joplin, Freddie Mercury và vân vân. Nữ danh ca Esma Rezibova đã hạ sinh tại thủ đô Skopje của Macedonia vào năm 1943. Vào thời điểm diễn ra cuộc đệ nhị thế chiến, bà bắt đầu đi trình diễn vào năm 10 tuổi và từng mang về nhiều giải thưởng. Khi trưởng thành, bà đã được dịp quen biết và kết hôn cùng nghệ sĩ đàn accordion Stevo Tidio-Kovrisky. Vì không thể sinh con nên họ đã nhận nuôi 47 người con. Nữ ca sĩ Dolly Parton tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện Gatlinburg Telethon ở tiểu bang Tennessee.
Nữ danh ca nổi tiếng của dòng nhạc đồng quê Dolly Parton đã đứng ra tổ chức một buổi đại nhạc hội từ thiện tại thành phố Gatlinburg thuộc tiểu bang Tennessee vào tối thứ Ba ngày 13 tháng 12 nhằm mục đích giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi đám cháy rừng lớn nhất trong lịch sử. Bản thân nữ ca sĩ Dolly Parton cũng xuất thân từ quận Sevier County. Đây là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của đám cháy rừng với hơn 13 người bị thiệt mạng. Ngoài ra còn có hàng ngàn ngôi nhà và cơ sở thương mại bị tàn phá một cách nặng nề. Ngoài ca sĩ Dolly Parton, các tên tuổi lừng danh khác trong làng âm nhạc Hoa Kỳ như Reba McEntire, Kenny Rogers và Alison Krauss cũng đã tham gia biểu diễn trên sân khấu đại nhạc hội ở Gatlinburg. Đêm văn nghệ kéo dài 3 tiếng đồng hồ mang chủ đề Smoky Mountain Race A Benefit for the My People Fund sẽ được trình chiếu trên đài Great American Country. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đọc truyện Giáng sinh cho các bệnh nhi. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã vừa đến thăm Bệnh viện Nhi đồng National Children Hospital tại thủ đô Washington, D.C. vào ngày thứ Hai 12 tháng 12. Tại đây, bà bỏ ra thời gian trò chuyện cùng các nhân viên y tế, cũng như đọc những câu chuyện cổ tích mang tựa đề Giáng sinh cho các bệnh nhân nhỏ tuổi nghe. Cùng thắp tùng với đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong chuyến đi thăm, còn có phát thanh viên kiêm người hướng dẫn chương trình truyền hình Ryan Seacrest. Ngoài bà, Michelle Obama còn mang theo hai chú chó, Sunny và Bo, đến chơi với các em. Đây là chuyến viếng thăm thứ 8, cũng là chuyến viếng thăm cuối cùng tới Bệnh viện National Children's Hospital trên cương vị đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ của bà Michelle Obama, trong bối cảnh Tổng thống Obama sẽ chính thức mãn nhiệm vào tháng Giêng năm 2017. Bộ phim Moana tiếp tục thống trị bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần. Bộ phim hoạt hình Moana của công ty giải trí Disney lại một lần nữa thống trị bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần trên toàn khu vực Bắc Mỹ trong suốt khoảng thời gian từ ngày thứ Sáu 9 tháng 12 đến ngày Chủ nhật 11 tháng 12. Bộ phim đã được hai đạo diễn John Musker và Ron Clement thực hiện với sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên Dwayne The Rock Johnson, Olivia Cravenho, Rachel House và nữ ca sĩ Nicole Scherzinger. Các nhạc phẩm chủ đề trong phim đã được ca sĩ kiêm diễn viên Lin-Manuel Miranda sáng tác, người từng thủ vai chính trong vở nhạc kịch Hamilton trên sân khấu Broadway. Nhân vật Moana trong phim được xem là nàng công chúa mới nhất của Disney. Vai diễn này đã được nữ diễn viên trẻ tuổi Olivia Cavaho thồng tiếng. Nội dung của bộ phim được xoay quanh là cuộc hành trình vượt biển tìm hòn đảo huyền bí của Moana. Phim này đã tiếp tục thu mang về 18.8 triệu Mỹ kim tiền doanh thu tuần công chiếu thứ ba. Tiếp theo là vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần chính là bộ phim thuộc thể loại hài hước Office Christmas Party. Phim này đã được hai đạo diễn Josh Gordon và Will Speck chỉ đạo diễn xuất với sự tham dự của các diễn viên Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn và TJ Miller. Trong phim, Jennifer Aniston thủ vai tổng giám đốc điều hành một công ty lớn, người có ý định đóng cửa chi nhánh do cậu em trai quậy phá của cô trong chừng. Để cứu vãn tình hình, các nhân viên trong công ty đã quyết định tổ chức một buổi lễ Giáng sinh độc đáo ngay ở nơi làm việc nhằm mục đích thu hút và lôi kéo khách hàng. Vai cậu em trai thích tiệc tùng của nữ CEO xinh đẹp được tài tử TJ Miller đảm trách. Phim Office Christmas Party đã mang về 17.5 triệu Mỹ kim tiền doanh thu sau 3 ngày công chiếu đầu tiên. Vị trí thứ ba trong bảng doanh thu cuối tuần thuộc về bộ phim Fantastic Beasts and Where to Find Them. Phim này đã được chuyển thể từ phần phụ của loạt Harry Potter nổi tiếng của nhà văn Anh quốc J.K. Rowling. Phim được cho là xoay quanh nhân vật Newt Scamander của trường pháp thuật Hogwarts. Ông là giáo sư xuất chúng trong thế giới phép thuật. Câu chuyện được lấy bối cảnh nhiều năm trước khi Harry Potter lên đường đến ngôi trường phép thuật Hogwarts. Bộ phim Fantastic Beasts đã mang về thêm 10.8 triệu Mỹ kim tiền doanh thu sau tuần công chiếu thứ tư. Đứng ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng tuần này là bộ phim thuộc thể loại khoa học giả tưởng mang tựa đề Arrival do hãng phim Paramount Pictures sản xuất. Bộ phim được đạo diễn Denis Villeneuve chỉ đạo diễn xuất lấy cảm hứng từ quyển tiểu thuyết cùng thể loại khoa học giả tưởng Story of Your Life của nhà văn Ted Chiang. Trong phim, nữ diễn viên Amy Adams đóng vai tiến sĩ Louise Banks, một giáo sư ngôn ngữ học. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng giáo sư Banks đã thông thạo rất nhiều ngôn ngữ.
Vì thế nên cô được chính phủ Hoa Kỳ phái đi thám hiểm một phi thuyền vừa mới đáp xuống trái đất. Giáo sư Louis Bang cùng các đồng nghiệp đã mần mò tìm hiểu mục đích của người ngoài hành tinh đến trái đất. Bộ phim Arrival đã mang về thêm 5.6 triệu tiền doanh thu. Cùng xuống tên trong danh sách top 5 phim đoạt nhiều doanh thu nhất có phim hành động mang tựa đề Doctor Strange của công ty giải trí Marvel do nam diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Hollywood David Cumberbatch thủ vai chính. Người hùng Doctor Strange có tên thật là Stephen Strange, một bác sĩ giải phẫu thần kinh hàng đầu thế giới. Sau một tai nạn thảm khốc, bác sĩ Stephen Strange đã không thể tiếp tục sự nghiệp y học. Từ đó, do số phận đưa đẩy, ông đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal. Phim Doctor Strange đã tiếp tục mang về 4.6 triệu Mỹ Kim sau tuần công chiếu thứ 6. Bán đấu giá 2 ngày sống trong ngôi nhà là bối cảnh của phim A Christmas Story House. Ngôi nhà từng là bối cảnh trong phim A Christmas Story House ra mắt năm 1983, hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, và trở thành một viện bảo tàng về bộ phim này. Theo cốt truyện thì căn nhà này là nơi nhân vật Rafi Parki trong bộ phim đã sống khi còn nhỏ. Công ty eBay cho biết có người đã trúng đấu giá với số tiền 6.200 Mỹ Kim để được tới sống 2 ngày trong ngôi nhà từ ngày 24 đến 26 tháng 12 năm nay cùng với 3 người khách đi chung. Trong phần bán đấu giá có kèm theo một số quà trị giá 800 Mỹ Kim, bao gồm một cây đèn đặc biệt theo kiểu đã thấy trong phim A Christmas Story House. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin giải trí ngày 17 tháng 12. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Viettv Canada. Mỹ Hạnh chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp quý vị trong các bản tin kế tiếp.